Kính thưa quý vị, lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt cho tập thể anh chị em diễn viên nghệ nhân của đơn vị thị trấn Vân Canh xin được gửi đến ban tổ chức, quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, chúc cho buổi liên hoan hôm nay thành công tốt đẹp. Mở đầu cho chương trình liên hoan văn hóa cồng chiêng huyện Vân Canh lần thứ nhất năm 2019, đơn vị thị trấn Vân Canh sẽ được biểu diễn tiết mục cồng chiêng Bana với tựa đề Lễ hội đố mừng năm mới. Biên đạo và dàn dựng chương trình do diễn viên và nghệ nhân đến từ khu phố Đắc Đâm thực hiện. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Giờ chúng tôi đang nhìn thấy đội cồng chiêng văn hóa của đơn vị thị trấn Vân Canh, đội Bana đang dần dần tiến vào sân khấu. Kính chào quý vị. Thị trấn Vân Canh nằm trong trung tâm huyện Vân Canh, có 11 đơn vị khu phố với tổng diện tích tự nhiên 1.943,33 hecta, dân số 6.625 người, có 5 dân tộc anh em cùng chung sống, Chăm, Bana, Thái, Kinh và dân tộc khác. Trên địa bàn thị trấn có vị trí chiến lược quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của huyện nhà. Các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh, đặc biệt văn hóa cồng chiêng. Đến với đêm văn hóa hôm nay, đơn vị thị trấn Vân Canh gồm có 40 diễn nhân đến từ 3 nội dung: hát dân ca, độc tấu đinh con, biểu diễn cồng chiêng dân tộc Chăm và Bana. Lễ hội đổ đầu mừng năm mới là lễ hội này được diễn ra trong dịp đầu năm mới với mục đích cầu cho sức khỏe của năm mới, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa để bà con dân làng được mùa tươi tốt, con cháu mạnh khỏe, học hành chăm ngoan, dân làng yên vui. Trong dịp lễ đổ đầu, người có cơ hội gặp gỡ nhau trong đầu năm mới, cùng chung vui, cùng hòa mình trong tiếng cồng, tiếng chiêng, tiếng trống cơ toang. Bên những bộ trang phục ban hơn lộng lẫy, những đồi son chênh mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, tự hào cho một dân tộc hùng mạnh và đoàn kết. Thank you.
với tựa đề Mừng Chiến Thắng do diễn viên Lê Văn Thắng trình bày. Trình bày.